Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với MD Medical Podcast. Đây là nơi mà MD Medical muốn chia sẻ về quan điểm chăm sóc sức khỏe tổng thể và những bài học trong cuộc sống mà chúng tôi được trải nghiệm mỗi ngày, giúp bạn vượt qua áp lực xã hội hiện đại và trọn vẹn với phiên bản của chính mình. Chủ đề trong số thứ tư ngày hôm nay MD Medical muốn gửi đến các bạn đó chính là thà chết muộn chứ không chết già. Thất bại là kết quả sau cùng của những lần sảy chân vấp ngã. Có khi nào bạn ngồi nhìn lại và tìm ra nguyên nhân dẫn đến điều đó? Khi ngoài kia trời đang mưa to, mái nhà của bạn bị cuốn theo chiều gió, việc thay mái sẽ chẳng có tác dụng gì nếu ngay từ đầu bạn không để ý đến nguyên nhân thực sự nó đánh sập cái mái đó là do lũ mối đã ăn mòn kết cấu trước khi mà cơn bão ập đến. Cơ thể của bạn cũng như vậy. Ngoại hình bên ngoài phản ánh những gì đang diễn ra bên trong cơ thể của bạn. Không phải tự nhiên mà cái cánh tay này của bạn nó bị đau, hay lưng của bạn lại bị mỏi, trên khuôn mặt của bạn lại xuất hiện những cái nốt mụn to hay nhỏ. Những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ như thế nhưng lại mang tính cảnh báo rằng các cơ quan bên cạnh, bên trong của bạn đang gặp các vấn đề và nó hoạt động kém hiệu quả. Không một ai khỏe mạnh 100% cả. Hàng nghìn khách hàng đến với MD Medical từ tất cả các ngả đường của cuộc sống. Họ đều có mong muốn có một bề ngoài trẻ hơn so với độ tuổi thật, hay đơn giản hơn là sống với đúng độ tuổi của mình đang có. Để đạt được điều đó thì trước tiên bạn cần phải hiểu rằng chỉ khi bạn thực sự khỏe thì ngoại hình trẻ trung cũng chẳng phải là vấn đề gì đáng lo ngại cả. Khi một cô gái mà chạm vào những ngưỡng 20 tuổi, cô ấy sẽ bắt đầu bị lão hóa, cơ thể bị khô héo và làn da cô ấy biểu hiện ra ngoài những điều như thế. Còn phần bên trong, các tế bào sẽ mất đi cái khả năng phục hồi của nó và vận hành chậm lại, không đúng theo chức năng của chúng, giống như một cái thiết bị mà nó đã qua sử dụng và cái sự hoạt động của nó bị chậm chạp, lúc được, lúc không. Sau đây thì tôi xin kể với các bạn một câu chuyện xảy ra với một khách hàng tại MD Medical. Đây là một chuyện mà chúng tôi gặp hàng ngày, nhưng trường hợp của bạn ấy là một cô gái tên là Minh. Tôi nhớ là Minh năm đó là em ý 23 tuổi. Hiện nào thời điểm đó là bây giờ, đến bây giờ bạn ấy đang là một YouTuber khá là nổi tiếng rồi. Và ngày xưa thì em ấy đang chập chững vào nghề. Công việc thì thường xuyên cả bạn ấy phải thức khuya và làm live stream cùng với đồng sự của mình. Khi Minh nói với tôi rằng là cô ấy 23 tuổi thì tôi thực sự là bất ngờ. Bởi vì với một cô gái 23 tuổi nhưng mà đuôi mắt thì lại có rất là nhiều nếp nhăn, bọng mắt thì to, quầng thâm thì nó phải trải xuống đến gần cánh mũi nữa cơ. Da của Minh thì khô và xuất hiện rất là nhiều mụn nhỏ li ti ở vùng trán. Những cái dấu hiệu lão hóa trước tuổi đó chính là minh chứng rõ ràng thể hiện cái vấn đề áp lực mà mình đang phải trải qua trong cái cuộc sống hiện tại của em ấy. Mình thì rất coi trọng vẻ đẹp bên ngoài vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhóm công việc của em, rồi những cái mối quan hệ giao tiếp của em bên ngoài. Mình dễ tiếp cận và được sử dụng rất nhiều những cái hãng mỹ phẩm này, những cái thực phẩm chức năng nổi tiếng trên thế giới, kể cả là đến những cái thẩm mỹ viện hay cả spa nổi tiếng nữa. Nhưng vấn đề hôm nay em, thời điểm đó em gặp tôi, là tôi biết rằng bạn ấy dường như đã mất niềm tin rất nhiều trong cái lĩnh vực làm đẹp. Bởi vì trải qua rất nhiều cái lần phải đi spa, trải nghiệm các sản phẩm hay những dịch vụ, nhưng cái tình trạng lão hóa của em và vấn đề nhất là vấn đề mụn trên khuôn mặt của em ấy, nó vẫn không thể cải thiện mà có vẻ như nó trầm trọng hơn. Lúc đấy tôi nhớ là mình có hỏi đùa với Minh là Minh ơi, em đến với MD thì em mong muốn trông mình như bao nhiêu tuổi sau khi ở MD Medical trở về. Minh trả lời tôi là em ước gì mình có thể trẻ hơn bất kỳ lúc nào. Xong sau đó em lại bảo không, em chỉ mong là mình được trẻ nhìn như đúng số tuổi thực của mình mà thôi. Cuộc trò chuyện diễn ra và tôi biết rằng khi Minh đến với chúng tôi thì chúng ta đã biết được là phải làm gì với cô ấy. Đầu tiên thì Minh sẽ được lên khám với bác sĩ tại MD Medical.
và chúng tôi cần phải xác định được cái nguyên nhân cốt lõi trong trường hợp của em. Mình gặp một cái vấn đề là trong cái giờ giấc sinh hoạt của em nó ngược hoàn toàn với lại giờ giấc công sở. Ví dụ như chúng ta thường làm từ sáng đến tầm 6-7 giờ tối, nhưng với Minh thì công việc của bạn ấy lại diễn ra nó không theo một quy luật nào cả. Ví dụ hôm thì bạn ấy ở đây, mai thì bạn ở miền Nam, mai thì bạn ấy ra nước ngoài. Trong khi có những buổi tối bạn live stream xuyên đêm luôn. Đặc biệt là trong cái quá trình live stream thì em ấy phải tiếp xúc rất nhiều với các thiết bị điện tử này, rồi những ánh sáng xanh này. Và một điều nữa đó chính là bạn ấy phải make up cả ngày lẫn đêm, và những cái lớp make up rất là dày. Do cái yếu tố công việc nó quá căng thẳng như trên mà làm cho bạn ấy không có thời gian để ăn uống theo đúng trình tự giờ giấc bình thường nữa. Và gần như là một ngày em ấy phải làm việc từ 12 đến 18 tiếng. Đấy là chuyện rất bình thường. Thế nên lựa chọn phác đồ trị liệu cho Minh thì với bác sĩ MD Medical chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tiên trong cái quy trình chăm sóc da cho Minh. Với một cái làn da mà nó có cái dấu hiệu khô héo như thế thì việc tưới nước cho làn da này là điều cấp thiết ngay bây giờ. Việc tưới nước ở đây là tôi không nói là em phải uống quá nhiều nước, và tôi mong muốn là em được hấp thu cái nguồn nước vào trong cơ thể của mình đúng cách và khoa học. Ví dụ như là bạn ấy nên, thay vì chúng ta uống nước thì chúng ta nên ăn nước. Cái việc ăn nước ở đây ý của tôi muốn nói là dành cho bạn ấy là nên ăn nhiều hoa quả này, ăn nhiều rau xanh và chất xơ, và đặc biệt là chúng ta nên nhai kỹ nó để những cái thành phần khoáng chất ở trong đó nó sẽ được hấp thu một cách tối đa. Chứ không cần phải là em cứ phải uống từ 2,5 lít cho đến 3 lít nước mỗi ngày. Khi cơ thể bạn ấy hấp thụ được đủ cái nguồn chất dinh dưỡng và khoáng chất tự nhiên thì cái việc giảm stress trong cơ thể em ấy là chuyện đương nhiên. Trong đó thì các bộ phận trong cơ thể giống như sự suy nghĩ căng thẳng này, hay là việc đói này, dạ dày này, hệ thống mạch máu này cũng được lưu thông. Và điều đấy sẽ giúp em ấy giảm tối đa việc là tiếp cận với những cái tình trạng giống như mụn hay da khô hay da bị mất nước ở trên da. Và chắc chắn rằng làn da căng mọng sẽ trở lại với em ấy nếu em ấy cải thiện được vấn đề này. Tất nhiên là trong phác đồ của bác sĩ tại MD Medical chúng tôi thì bạn Minh, để giải quyết được cái vấn đề sạm da và giảm tiết bã dầu nhờn, bác sĩ có chọn cho em ấy cái bộ sản phẩm skincare, ưu tiên nhất là vấn đề liên quan đến trị liệu là đương nhiên rồi. Ngoài ra thì cái vấn đề cung cấp thêm cái thành phần chống nắng và chống ánh sáng xanh ấy là vô cùng quan trọng với trường hợp như da của mình. Chúng tôi cũng giúp em lên được cái chế độ ăn phù hợp để tăng cái lượng khoáng trong cơ thể. Vì bạn ấy lại di chuyển hàng ngày như thế nên chúng tôi có dặn trợ lý của em ấy là nhớ là mang theo những cái hộp salad hay hoa quả để trong mọi tình huống em ấy đều có, để hỗ trợ bạn ấy trong những cái lúc vất vả nhất. Khi mà Minh luôn cố gắng phấn đấu để trở thành một cái hình ảnh hoàn hảo nhất trong cái độ tuổi của em ấy, chứng minh là một người thành công trong sự nghiệp. Và đặc biệt là với một cái lĩnh vực như bạn ấy thì rất hay là bị so sánh với bất kỳ một đồng sự nào khác. Thì bạn ấy phải đánh đổi bằng gì? Bằng chính thời gian của mình và bằng chính sức khỏe của mình. Và vô tình em đã đánh quên mất là có một cơ thể nó đang bị lão hóa mỗi ngày. Sức khỏe thì giảm sút và các mối quan hệ như gia đình và bạn bè thì bị bỏ lơ. Ngay lúc này, cô bé Minh ấy cần lắm một cái kế hoạch sắp xếp công việc phù hợp, khoa học. Và đặc biệt, nếu được ưu tiên thì hãy là ưu tiên chăm sóc sức khỏe của mình. Thay vì chúng ta sẽ có một bạn Minh thành công đơn thuần thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một bạn Minh có đầy đủ sức khỏe, thông thái và có một cuộc sống chất lượng. Và chúng tôi cũng rất là mong bây giờ bạn Minh, bạn ấy cũng có thể chia sẻ được những cái điều này lan tỏa đến những cái fan hâm mộ của bạn ấy. Một sự thật vẫn luôn diễn ra là dù chúng ta không làm gì hay là đang miệt mài làm việc thì một ngày vẫn chỉ có 24 giờ thôi. Mỗi người đều già đi và sự lão hóa nó không chờ đợi bất kỳ một ai cả. Quan trọng là cách chúng ta đón nhận và hành động ngay lúc đấy để cái hiện tại mỗi giờ phút trôi qua nó trở nên ý nghĩa và có giá trị.
để sự lão hóa ấy nó được diễn ra đúng nghĩa và nó có ý nghĩa của nó. Thế nên là khi mà bạn quan tâm và yêu thương cơ thể của chính mình thì các cái giác quan của bạn sẽ giảm được sự căng thẳng và cái sự lão hóa nó sẽ diễn ra chậm hơn, chứ không phải là một sự quá tải như trước đây. MD Medical muốn gửi đến các bạn một lời nói thế này: chúng ta không thể thay đổi được thực tại, không thể thay đổi được sự vật hay hiện tượng đang diễn ra, nhưng tôi tin là chúng ta hoàn toàn có quyền để lựa chọn cái tâm thế mình đối diện với chúng như thế nào. Trân trọng từng phút từng giây và sống trọn vẹn với chính mình. Nếu bạn đang còn là độc thân thì hãy trải nghiệm cuộc sống độc thân một cách hoàn hảo nhất, ý nghĩa nhất và vui vẻ nhất. Còn nếu bạn đã có gia đình của riêng mình thì hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Đừng quên chụp lại và lưu lại những cái hình ảnh. Đó chính là những cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất để sau này chúng ta, con cái chúng ta, người thân của chúng ta có những lúc rảnh rỗi mở ra để ngắm lại. Cái giây phút ấy nó rất là thiêng liêng và rất là trân quý. Đừng bỏ lỡ những cái phút giây nào dành cho sự yêu thương, sự nhiệt huyết, cống hiến và lương thiện. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ với MD Medical Postcard suy nghĩ của bạn về chủ đề ngày hôm nay nhé. Các bạn có thể ghé thăm website mdmedical.vn để tham khảo các kiến thức về chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nhớ like và share cho video để lan tỏa sự tích cực đến mọi người. Cảm ơn các bạn.